Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 4 tháng 10, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ NWS dự báo cuối tuần sẽ có hơn 70 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ, trong đó chủ yếu là ở khu vực Tây Nam nước Mỹ. Đợt nắng nóng sẽ tiếp diễn ở một số khu vực miền Trung và Nam bang California cũng như sa mạc Tây Nam. Các chuyên gia khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của đợt sóng nhiệt, khu vực Tây Nam nước Mỹ có nguy cơ đối mặt với mức nhiệt độ từ trung bình đến cực cao. Đầu tuần này, cảnh báo nắng nóng đã được ban bố tại khu vực có khoảng 39 triệu người sinh sống này. Sóng nhiệt bất thường này không chỉ gây khó khăn cho đời sống hàng ngày mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và các sự cố liên quan đến sức khỏe. Các chuyên gia dự báo tình trạng này có thể kéo dài đến hết tuần, đẩy khu vực Tây Nam nước Mỹ vào tình trạng nguy hiểm nhiệt độ vượt ngưỡng kỷ lục đang gây ra tình trạng căng thẳng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng triệu người. Với mức nhiệt cao lên đến hơn 40 độ C tại nhiều nơi, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Cơ quan khí tượng đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm túc để giảm thiểu rủi ro từ đợt nắng nóng bất thường này. Những ngày tới sẽ là thời điểm khó khăn cho hàng triệu người khi họ phải đối mặt với thời tiết cực đoan chưa từng có trong lịch sử. Phát biểu trên kênh truyền hình RT. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mới đây tuyên bố nếu Mỹ bắt đầu thực hiện các biện pháp để tiếp tục thử hạt nhân, Nga sẽ ngay lập tức đáp trả bằng hành động tương tự. Ông Ryabkov nói nếu các tiến trình bắt đầu, điều đó có nghĩa là Mỹ đang hướng tới việc tiếp tục các cuộc thử hạt nhân. Chúng tôi sẽ hành động, Nga sẽ ngay lập tức đáp trả bằng hành động tương tự. Ông nhắc lại rằng Nga đã rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vào tháng 11 năm 2023 vì hết kiên nhẫn. Quan chức Nga lưu ý, chúng tôi đã chờ đợi 23 năm. Đó là hồi kết của câu chuyện. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách mà Mỹ và các đồng minh sẽ theo đuổi. Vào tháng 5 năm nay, Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Mỹ NNSA cho biết nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn. Đây là vụ thử hạt nhân kiểu này đầu tiên của Mỹ kể từ tháng 9 năm 2021 và là thử hạt nhân thứ ba dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden. Cuộc thử nghiệm được thực hiện ở phòng thí nghiệm ngầm chính dành cho thí nghiệm cận tới giới hạn thuộc khu vực an ninh quốc gia Nevada để thu thập dữ liệu cần thiết liên quan đến đầu đạn hạt nhân của Mỹ. NNSA, cơ quan thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết họ dựa vào các thí nghiệm cận tới giới hạn để thu thập thông tin giá trị nhằm hỗ trợ cho sự an toàn, an ninh, độ tin cậy và hiệu quả của đầu đạn hạt nhân Mỹ mà không cần tiến hành thử nghiệm nổ hạt nhân. Mỹ đã đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân ngầm vào năm 1992 và bắt đầu các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn 5 năm sau đó. Năm 1996, 187 quốc gia đã ký hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT. Tuy nhiên, hiệp ước này chưa bao giờ có hiệu lực vì chưa được 8 trong số 44 quốc gia có vũ khí hạt nhân hoặc phương tiện để tạo ra chúng phê chuẩn, bao gồm cả Mỹ. Vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn không dẫn đến một vụ nổ hạt nhân nên Mỹ khẳng định vụ thử không bị cấm theo hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT mà Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn. NSA cho biết, cùng với cuộc thử nghiệm mới này, tổng số các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn mà Mỹ đã tiến hành đến nay là 34 cuộc, không gây ra phản ứng dây chuyền tự duy trì, tới hạn và do đó phù hợp với lệnh hoãn thử nghiệm hạt nhân mà nước này tự áp đặt kể từ năm 1992. Hồi tháng 11 năm ngoái, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật theo đó, Moscow sẽ hủy bỏ việc phê chuẩn CTBT. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với việc Nga đang có kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Theo trang tin Business Insider, ngày 4 tháng 10, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Lisa Franchetti cho hay Hải quân Mỹ đang rút ra nhiều bài học từ cuộc chiến chống hầu thi kéo dài gần một năm qua khi máy bay không người lái UAV đang thay đổi cách tác chiến. Houthi đã sử dụng UAV và xuồng không người lái để tấn công các tuyến đường vận chuyển thương mại quan trọng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, đồng thời đe dọa các tàu hải quân Mỹ kể từ mùa thu năm ngoái. Hầu thi còn phóng tên lửa đạn đạo và hành trình chống hạm vào các tàu. Các tàu chiến và máy bay Mỹ, phối hợp với các đồng minh, đã ngăn chặn những mối đe dọa nói trên. Chiều mùng 4 tháng 10, quân đội Mỹ cho biết đã không kích vào 15 mục tiêu của hầu thi để bảo vệ quyền tự do hàng hải, làm cho vùng biển quốc tế an toàn hơn, đảm bảo an ninh hơn cho các tàu của Mỹ, liên minh và các tàu buôn khác. Trước tuyên bố chính thức của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom, các quan chức Mỹ nói với hãng tin AP rằng các cuộc không kích trên nhằm vào hệ thống vũ khí, căn cứ và các thiết bị khác tại năm địa điểm. Trước đó, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, bà Francetti trả lời các câu hỏi tại một sự kiện rằng: "Chúng tôi đang tiếp tục rút ra bài học và một lần nữa, tôi sẽ quay lại với việc thay đổi chiến thuật, kỹ thuật và quy trình dựa trên đối thủ." bà Franchetti nhấn mạnh, hầu thì đang sử dụng công nghệ tốt nhất của Iran và chúng tôi biết rằng chúng tôi cần có khả năng đánh bại công nghệ đó. Và một lần nữa, các con tàu và máy bay của chúng tôi đang làm việc một cách tuyệt vời. Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố trước đó đã nêu chi tiết về mức độ hỗ trợ của Iran dành cho Houthi. Theo đó, trong thập niên qua, Tehran đã cung cấp cho Houthi một kho vũ khí tinh vi ngày càng lớn và huấn luyện sử dụng sự hỗ trợ này đã được tiếp tục trong cuộc xung đột Biển Đỏ. Trong cuộc xung đột này, Hải quân Mỹ đã bắn số đạn dược trị giá hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ để chống lại Houthi, bao gồm hàng trăm vũ khí được phóng từ trên không và tên lửa từ tàu đã được sử dụng để tiêu diệt tên lửa và UAV của Houthi. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông báo sẽ không rời khỏi vị trí ở miền Nam Liban, dù Israel yêu cầu họ làm điều này lực lượng lâm thời liên hợp quốc tại liban unifil cho biết lực lượng phòng vệ israel idf thông báo cho unifil về kế hoạch đột kích hạn chế trên bộ nhằm vào nước này idf yêu cầu chúng tôi rời khỏi một số vị trí unifil lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc ở liban khẳng định vẫn hiện diện tại các vị trí của họ cờ liên hợp quốc vẫn tung bay ở những nơi này unifil tuyên bố Chúng tôi thường xuyên điều chỉnh trạng thái và hoạt động của mình, cũng như có các kế hoạch dự phòng sẵn sàng kích hoạt nếu thật sự cần thiết. UNIFIL cho biết, chúng tôi tiếp tục thúc giục Liban và Israel tái cam kết với nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng cả lời nói lẫn hành động. Đây là giải pháp khả thi duy nhất để mang lại ổn định cho khu vực. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền Nam Liban, UNIFIL được thành lập năm 1978. Lực lượng này đảm nhận nhiệm vụ tuần tra biên giới phía nam Liban, giáp Israel. Vào tháng 8 vừa qua, hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí gia hạn một năm nhiệm vụ của UNIFIL. Nhưng vào đầu tuần này, Israel đã đề nghị lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban chuẩn bị di chuyển đến khu vực cách biên giới Israel và Liban 5 km ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Khu vực biên giới này còn có tên là Đường Xanh lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban hoạt động ở khu vực giữa sông Litani ở phía Bắc và đường xanh ở phía Nam. Lực lượng này hiện có 10.000 binh sĩ thuộc 50 quốc gia và khoảng 800 nhân viên dân sự. Quân đội Israel cũng yêu cầu người dân ở hơn 20 thị trấn tại miền Nam Liban sơ tán khỏi nhà ngay lập tức. Trong bối cảnh Tel Aviv tăng cường hoạt động xuyên biên giới, tấn công vào các mục tiêu Hezbollah. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết đã đẩy lùi được nỗ lực của quân đội Israel nhằm tiến vào một địa điểm biên giới ở miền Nam Liban. Trong trường hợp Israel mở chiến dịch lớn vào Liban, lực lượng vũ trang nước này sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc đối đầu với quân đội Israel, hoặc giải giáp Hezbollah bằng vũ lực. Cả hai trường hợp đều phải thực hiện theo cách tuân thủ nghị quyết của Liên hợp quốc.